Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lan Orchide Người Việt ở Pháp. Hôm nay mình xin gửi lời cảm ơn đến các em câu lạc bộ Kết Nối Trái Tim Đà Nẵng. Cảm ơn các em rất nhiều đã không ngại khó khăn, đã chạy từ Đà Nẵng đi vô những cái trường hợp khó khăn ở các tỉnh thành lân cận, với đường xá, đường ruộng, đường bờ đê, các thứ rất là khó khăn mà các em vẫn rất là gọi là nhiệt tình và năng nổ để làm cầu nối, gửi những cái phần quà rất là nhỏ nhoi đến cho những cái hộ nghèo, thật là nghèo và neo đơn. Hôm nay mình cũng thay mặt cho anh Tấn Chu và chị Vân Ly nữa, là ba người mình đã cùng đóng góp để mà giúp đỡ một phần nào cho những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh mà thật sự rất là khó khăn, đang cần giúp đỡ. Thì tụi mình chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi, không có thể giúp được những gì to tát, nhưng mà gọi là lá lành đùm lá rách, mình chia sẻ một miếng khi đói thì bằng một gói khi no. Hôm nay thấy các em lặn lội đường xá như vậy, mình thật sự rất là cảm động và không biết nói gì hơn, là nhờ có các em, nhờ có câu lạc bộ Trái Tim Đà Nẵng đã làm cầu nối thì những phần quà của tụi mình mới có thể đến tay của những người thật sự cần giúp đỡ, như những trường hợp vô cùng khó khăn sau đây. Và sau đây là 12 trường hợp mà các em đã đến tận nơi để trao quà. Một lần nữa cảm ơn các em rất nhiều đã làm cầu nối cho những người neo đơn, nghèo khổ, có được một sự giúp đỡ nhỏ nhỏ. Có bị hai chân luôn hả cô? Bị đục hai chân, bị tỉnh bẩn rồi, cũng cầm ra đây này. À, bị mù hơi tuổi, cho mẹ bị bần cái thế này. Dạ, là chồng cô là bị mù hả? À? Ổng mù, mà ổng cụt cái chân đây. Dạ. Không thái gì hết. Dạ. Cái ổng kìa, không để thứ bả chỉ nhận để câu khách, để xuống hộ ôn, để mua tàn, để cầm được. À. Hôm nay con đại diện cho một nhà hảo tâm, chị Lan Orchide ở nước ngoài, chị hỗ trợ cho 12 trường hợp, mỗi trường hợp là 500 ngàn. Chú cũng được sự trợ duyên chú dẫn con tới đây để gặp thầy cô, thì cũng không nhiều người tặng như món quà hàng năm. Dạ, hình như là cô cũng nhận cũng khổ mà. Những trường hợp mà khó khăn thì còn nhiều vô kể các bạn ơi. Nhưng mà tại vì sức người có hạn thì tụi mình chỉ có thể là nói chung là giang tay được chừng nào thì tốt, quý từng chừng đó thôi. Thì những hoàn cảnh nghèo, thật là nghèo, cần giúp đỡ thì các em đã đi giúp trước. Và những cái trường hợp là các em nhỏ đang bị bệnh, nằm la liệt ở trong bệnh viện đó mỗi ngày, thì vừa nhìn thấy những hoàn cảnh của các em nhỏ này thấy thương tâm quá. Các em vừa nhỏ, chưa có hiểu biết gì, chưa có được hưởng thụ cuộc đời mà đã bệnh hoạn triền miên như vậy rồi. Thì qua đây cũng mong là nếu như những mạnh thường quân nào có động lòng thì xót thương thì cứ liên lạc với câu lạc bộ Trái Tim Đà Nẵng để mà kết nối yêu thương, để gửi những phần quà từ tấm lòng hảo tâm của mình đến cho những cái hoàn cảnh nghèo neo đơn nha. Mình xin kết thúc video đồng cảm và chia sẻ ngày hôm nay ở đây nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của mình. Hy vọng là qua cái video này thì sẽ có nhiều những mạnh thường quân biết đến câu lạc bộ và những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ nha.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Bye bye!